Cô chú anh chị và các bạn, hôm nay thì tôi đang đứng với chú Lang này. Chú Lang là chủ nhà vườn đây, còn một cái lô mai hôm nay chú giảm giá để chú bán xả lỗ này. 300 ngàn đúng chú? 30 ngàn, 300 ngàn cây. 300 ngàn, chú nói vậy thôi. Sớm xuống còn 30. Là bây giờ chú già là mệt mỏi cái chú bán chú về. Giờ gấp. À 300 ngàn một cây. À, 300 ngàn một cây. Rồi bây giờ tôi quay nhanh nha. Còn 30 cây nha cả nhà. 30 cây đây, quay nhanh, 30 cây giáng long đang rất là tầm này, đang trong cái tầm mà cả nhà chơi này. 30 cây giáng long của chú Lang đây. Giá 300 ngàn một cây. 300 ngàn một cây nha. Cả nhà ơi, 300 ngàn một cây này. À, coi như ai ở gần thì tới chở vài cây để chúng ta về chúng ta chơi Tết này. Ở gần hay là Quy Nhơn hay là Sông Cầu hay là Phú Yên gì đó, chúng ta có xe chúng ta chạy nhanh ra đây. Đây cái địa điểm của chú Lang đây nha. Cái địa điểm này, ngay cái chỗ là đây. Phong Lưu rồi cũng được. Là Phong Lưu này nha, cái địa điểm này. Đây là xã Phước Lộc này. Ở đây là Long Thảo là Bùi Gia Trang đây. À, công ty cây xanh Bùi Gia Trang này. Đó. Lấy cây con. Lấy chúng mình cho lên bạn. À đây này, đây là khách con đang ghé này. 300 ngàn một cây nha cả nhà ơi. 300 ngàn một cây đây cho chú Lang đây. Đây này. Đây là khách này, ủng hộ chú cây đi em. Ủng hộ chú cây đi, thấy tội chú quá. Giá 600 mà bây giờ chú bán 300 để chú về á. Chú về để chú chơi Tết này. Đây này cả nhà ơi, nhìn này cái cây hoành tráng cỡ đây mà bây giờ chú Lang chú bán gọi là thu hồi được đồng nào hay đồng đó nha, 300 ngàn một cây nha. Số lượng còn 30 cây. Đây là cả nhà ơi, 300 ngàn một cây của chú Lang này, số lượng còn 30 cây này, chú đang bán tại thị trấn Tuy Phước ngay quốc lộ luôn nha cả nhà. À, chú Lang đã nói chuyện rồi đấy, chú Lang đã nói chuyện rồi cả nhà. Đây cả nhà ơi, ai mà ở gần đó thì chúng ta chạy xe máy là chúng ta có xe gì đó chúng ta chạy đây ủng hộ chú Lang vài cây đây chú này. Năm nay chú 70 rồi. Và chú bán chú về chú vui Tết với con cháu đây này, thu được đồng nào hay đồng đó. Chứ bây giờ chú không quan tâm là lãi lời lãi gì nữa rồi cả nhà ơi. À nha. Đây còn 30 cây cái lô mai giáng long này, 300 ngàn một cây nha cả nhà. Ai ở gần xa gì đó mà chúng ta có điều kiện, chúng ta lại cái chỗ thị trấn Tuy Phước này, chỗ cây xăng này. Cây xăng Yến Tùng số 4 này. Ngay quốc lộ 1A. Cây xăng Yến Tùng số 4 ngay quốc lộ 1A, chúng ta ghé qua là gặp chú Lang luôn. Chú Nguyễn Văn Lang chủ nhà vườn đang bán tại đây, bán thu hồi vốn được đồng nào hay đồng đó. Nha, ở đây không còn cái định nghĩa là bán lấy lời nữa nha. Vì chú là chủ nhà vườn mà chú bán thu hồi vốn thôi, được đồng nào hay đồng đó nha cả nhà. Thâm rồi, chú nói lại bây giờ là thâm rồi đó. Thâm lỗ rồi nhưng mà lỗ nhưng mà vẫn chấp nhận lỗ, nhưng mà bán được là mừng rồi. Lỗ rồi chú bán được là mừng, 300 ngàn một cây nha. Giá bán lẻ nha cả nhà, chúng tôi công khai giá bán lẻ luôn nha, chứ không phải là giá bán sỉ gì đó nha. 300 ngàn một cây mai của chú Lang nha cả nhà ơi. Cả nhà thương chú Lang này ở gần chúng ta lại đây. Có hy vọng em đây đang coi mai để ủng hộ chú đằng cây. Em ủng hộ thì em nổi tiếng luôn á. À, em đăng like trên sóng của anh luôn mà. Đây là một thanh niên rất là đẹp trai đây này. Đang vô coi cây, cũng hy vọng là ủng hộ chú Lang đường cây. Đây cả nhà. Đó. À, chúng tôi cũng cố gắng để giúp chú Lang cách là để tiếp cận khán giả, để cho chú Lang bán. Mấy ngày hôm nay thì cũng có người hỏi chú mà xa quá đây, chú lớn rồi chú đâu có ship đi được. Khổ vậy. Đây cả nhà, 300 ngàn một cây vườn mai của chú Lang nha cả nhà. Chúng tôi quay rất là nhanh cái clip này để giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem. Ủng hộ chú Lang cây đây giáng long nha. Giáng long mai giảo giáng long hai cánh hai lớp vàng ươm. Đó, búp rất là đẹp. Bây giờ ngày mai là về chúng ta chơi một là nở rộ đây này, bông này cả nhà này. Đó, cho ta xem bông này, mặt bông này quá trời đẹp nha. Đó, đây là huyết long luôn nha. Huyết long là đọt đỏ luôn này. Đó. Ở đây mà khi nó phun cái đọt ra thì chúng ta có thể chơi rất là đẹp rồi. Đây. Đó. Đây cũng có khách đang coi này. Đây này, những cây giáng long rất là đẹp để cả nhà, có 300 ngàn một cây bán lẻ thôi. Bán lẻ thôi nha cả nhà, bán lẻ 300 ngàn một cây nha. Giải cứu mai vàng cho chú Lang về đây, chú 70 tuổi rồi. Chú về chú vui Tết với con cháu được hôm nay là 29 rồi nha cả nhà. À, chúng tôi quay như thế này để cho khán giả ở gần để chúng ta tiếp cận được. Đây thì chúng ta ra giải cứu giùm cho chú Lang có 300 ngàn một cây rồi cả nhà ơi. 300 ngàn giá bán lẻ này cả nhà, đây mai giáng long không à. Đây cả nhà, đây, rất là nhanh nha, chúng tôi quay cái clip này rất nhanh để hy vọng là chúng tôi đăng nhanh để cho khán giả tiếp cận được với cái sản phẩm mai vàng của chú Lang, Nguyễn Văn Lang. 300 ngàn một cây được cả nhà. Đây là cái gốc này. Gốc này cả nhà xem này, gốc này. Đó, đây nha. Ở chỗ này tôi đấy, đó. Cái chiều cao tính là mặt chậu nó bình quân khoảng được 1m1. 1m1 này cả nhà này. Nhìn cái cổ này. Đây cái cổ này cả nhà.
Đây là chú Lang bán cho gặp với các chợ hoa xuân thì chúng ta cũng biết giá như thế nào rồi. Chúng tôi không có nói bởi vì cái đó là họ buôn bán, họ có quyền họ đưa cho cái giá mà. Đây, cả nhà xem này. Đây, sản phẩm của chú Lang này, cái cây này. Kinh khủng cả nhà này. Cây này, đó, cây này. Này, đây. Đó, cả nhà thấy nha. Ở đây. Cây này cao khoảng độ 1m4 cho tới 1m6 rồi cả nhà. Này, búp này. Đây, cả nhà ơi. Đó cả nhà. Đây sản phẩm của chú Lang nha. Rồi. Rồi, chú Lang có nói gì không? Chú nói gì không? Tôi giấy rồi chứ còn thời gian là coi như chớ 5 giờ là dọn gì hết. À 5 chiều. 5 giờ chiều nay dọn về hết rồi ạ? Dọn không. À cả nhà ơi, 5 giờ chiều nay là chú Lang dọn về hết rồi. Các ai ở gần thì tới ủng hộ chú Lang vài cây nha. Ồ rất là thương chú nha, năm nay chú khoảng 70 tuổi rồi đã, bây giờ bán ở đây đến 5 giờ chiều là dọn về hết rồi. Còn 2 cây nữa dọn về còn 2 cây nữa. Chờ mặt. Thấy cả nhà thấy chưa? Rồi những video này hy vọng cả nhà chia sẻ dùm nha, để cho chú Lang có thể bán được cho khách ở gần tới mua vài cây về giúp đỡ chú Lang. Chú lớn tuổi rồi. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Hãy thương chú Lang để cho chú một chia sẻ nha, để khách hàng tiếp cận được nhiều hơn với sản phẩm của chú Lang. Ủng hộ chú vì 50 triệu.